Black Adam thống trị phòng vé, quyết không nhường ngôi vương cho con cưng của Huyên Bin. Black Adam do The Rock đóng vượt phim của Huyên Bin đạt top 1 phòng vé, mở ra kỷ nguyên mới cho DCU. Trong tuần thứ hai khởi chiếu tại hầu hết các thị trường trên toàn thế giới, bom tấn siêu anh hùng mới của vũ trụ mở rộng diện trần, Black Adam vẫn tiếp tục gây ra cơn sốt toàn cầu khi thống trị phòng vé, bất chấp màn ra mắt của loạt bom tấn Halloween. Theo số liệu từ Box Office Mojo, cuối tuần vừa qua, Black Adam thu về 27.7 triệu đô la tại phòng vé Bắc Mỹ, chiếm 42% toàn thị trường. Con số này giúp tổng doanh thu bom tấn mới nhất của The Rock chạm mốc 111 triệu đô. Kể từ sau Aquaman, không có tác phẩm nào của DCU vượt mốc 100 triệu đô với tốc độ ấn tượng như Black Adam. Tại các thị trường quốc tế, Black Adam cũng đã chạm mốc 139 triệu đô, giúp tác phẩm của DC bỏ túi tổng cộng 250 triệu đô sau 10 ngày. Con số này được dự đoán tiếp tục tăng lên một cách ngoạn mục khi phim ra mắt tại những thị trường trọng điểm như Trung Quốc vào ngày 11 tháng 11 tới, hay Nhật Bản vào đầu tháng 12. Phòng vé Việt cuối tuần qua cũng chứng kiến sự thống trị của bom tấn mới nhà ra cam, cho dù hàng loạt tác phẩm đáng chú ý khác dục dịch ra rạp như Confidential Assignment, tựa Việt, đặc vụ xuyên quốc gia với sự góp mặt của tài tử Huyên Bin, hay bom tấn kinh dị Pray for the Devil, tựa Việt, Mồi Quỷ Dữ. Mặc dù không sơ đổ hàng loạt các kỷ lục doanh thu, Black Adam vẫn xứng đáng được coi là bom tấn đáng tiền hâm nóng phòng vé sau quãng thời gian ảm đạm. Thành tích tốt tại rạp của Black Adam mở ra những cơ hội cho thương hiệu mới mẻ này và cả các tác phẩm của DCU. Sau Black Adam, vũ trụ DC sẽ trở lại vào năm 2023 với hàng loạt tựa phim bom tấn cực chất lượng, mở đầu là Shazam, Fury of the God, tựa Việt, Shazam, Cơn Thịnh Nộ của Các Vị Thần, vào tháng 3, phần tiếp theo của tựa phim được đánh giá rất cao về siêu anh hùng thiếu niên Shazam.